Hello anh em, tiếp tục cái Sofay. Đợt này về được có mấy chiếc đây, mấy chiếc mà anh em bên mình về được khoảng ba chiếc. Có anh khách quen ở Vĩnh Phúc, anh bảo thôi anh nhờ chọn cho anh một con nó ngon nhất trong team thì chuyển về luôn cho anh. Đấy, anh em nhờ thì mình lại chuyển thôi. Tam tia qua, thực ra máy đã qua sử dụng bên mình, nhập ở bên Mỹ về, anh em mà để ý hình thức thôi. Việc đầu tiên cứ xem cái hình thức cái nào ngon thì lấy đã, còn cái đồ bên Mỹ nó gần như nguyên bản rồi, khui ra nó như này, có cái thùng bên kia đóng gói như này. Đó. Máy cũ về thì thường chỉ có sạc thôi, còn nếu mà máy mới thường anh em thấy nó có thêm cái sách hướng dẫn, cái thùng. Hôm trước mình quay nhanh một điện thoại đưa lên hình thức, hôm nay mình sẽ cố gắng là quay kỹ hơn cho anh em biết được cái hình thức con này. Con này bạn Sofay 5. Bên kia người ta đóng gói kiểu này, thường là nó có sẽ có thêm những cái thông số vận chuyển, ví dụ là mã vạch, hoặc là anh em mà trong nghề logistics hoặc là check thì check thì cái này nó ra được này. Thông tin khu vực của sản phẩm này, đây chủ thể chính đây. Đây, tập quan. Thì cho đợt này về thì hai chiếc có bàn phím, một chiếc không. Cái này nó dạng như kiểu iPad luôn, dòng Surface. Ý nữa mình sẽ cập nhật là cái cấu hình chi tiết trong phần mô tả và mình đưa vào video để anh em mà tiếp cận được thì biết được cái cấu hình như nào. Cái chi phí đầu tư thì nó xem cái điện thoại 7 triệu rưỡi là có bàn phím. Còn không bàn phím ấy, thì là 7 triệu 6 triệu rưỡi. Đấy. Nên anh em mà đã mua máy đã qua sử dụng hoặc là hàng refurbished thì hay để ý cái hình thức bên ngoài. Đấy, hàng ở nguyên bản nhập ở Mỹ về thì họ không có sửa chữa đâu, cho nên là cách lựa chọn rất là đơn giản. Cái đầu tiên là mình chọn là cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm đó, hoặc là nhà cung cấp đấy. Đấy. Tại vì chi phí nhân công ở bên Mỹ cực kỳ đắt, người ta thay luôn hoặc người ta bán theo tình trạng. Mình chỉ nói ví dụ như chiếc này đi, chiếc này nó bị chảy một tí phía sau này đấy. Thì ở Việt Nam mình cần đẹp ấy, thì có thể bỏ ra một ít tiền, các đơn vị người ta làm đẹp thân vỏ thì nó sẽ long lanh ngay. Bên Mỹ thì không, người ta trừ tiền đi luôn, kiểu như thế đấy. Chạy nặng còn nhẹ thì đâu, máy qua đã qua sử dụng người ta khấu hao hết vào giá rồi. Hình thức đợt này tương đối là đẹp này. Bàn phím gần như không có dấu hiệu sử dụng nhiều của cái chủ trước, một su phây anh em tháo ra thì thành nó thành cái máy tính bảng thôi. Đấy. Anh em quan tâm kỹ, anh em nào mà chưa dành về dòng này thì vào cái link mô tả hoặc hỏi giáo sư Google nó ra đủ thông tin rồi. Dòng Surface này 2 trong 1 thì nhu cầu của anh khách này, anh bảo là anh đầu tư cho con học học tập thì bảo cho nó tiện. Đấy, vừa là cái máy tính bảng vừa là cái laptop luôn. Đơn giản, Giang cứ chọn máy đi nhá, anh quay này cho anh khách, cứ chọn đi, ưng nào cứ chọn đi. Đây, tổng quan. Lấy con nano có gì, Giang mua con nano. Đây, tổng quan này. Thực ra chia sẻ nó chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi. Thì anh khách tin tưởng người anh hay được chị, anh bảo là thôi. Chú toàn quyết định chọn cho anh một con nào là ngon nhất trong cái team đấy thì gửi về luôn cho anh, gửi về Vĩnh Phúc. Đấy, công việc nhanh gọn lẹ. Đấy, thì anh khách tin tưởng giao nhiệm vụ thì mình sẽ xử lý thôi. Sạc bên kia về nó như này. Đồ xịn. Tổng quan,
Em này trang bị có i5, RAM 8GB và ổ cứng 256. Dòng Surface thì ổ cứng có thể nâng cấp được. Đây, tổng quan, bây giờ mình sẽ vào việc chính là chọn một chiếc ưng ý gửi cho anh. Sau này anh em nào lấy cái chiếc nó bị chảy một tí phía sau này, thì sẽ được giảm một chút tiền. Anh em vui vẻ. Anh em muốn làm đẹp thì về liên hệ mà đội chuyên làm vỏ laptop người ta làm cho, không thôi kệ để nguyên bản phải dùng, đỡ phải tháo ra làm gì cả. Tổng quan chi phí quá hợp lý luôn, vừa làm việc tiện dịch chuyển đấy, vừa là cái máy tính bảng. Hàng nhập Mỹ về thì không nhập được nhiều đâu, được có thỉnh thoảng được vài chiếc này thôi. Anh em nào ưng thì lấy nhanh, còn có 2 chiếc rồi. Xin chào.